Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Trinh Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay thì mình có đến cái buổi hòa nhạc của con trai mình ở trong trường của con trai mình. Theo mình ở xem trường cấp 3 ở Mỹ như thế nào nha. Cũng rất là thú vị lắm mọi người. Trường ở đây thì rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Con mình thì đang học ở trường này. Xin mời mọi người cùng theo dõi mình ha, cùng theo mình đi vô trong buổi hòa nhạc ở ngoài cái sảnh. Và đây là cái sảnh ở dưới để cho có một cái cuộc giống như cuộc đấu giá mọi người. Đó. Thì những cái sản phẩm này là đều do học sinh làm và được đấu giá để cho lấy gây quỹ cho trường hay gì á, hay là quỹ từ thiện. Theo như mình nghĩ gì đó rất là đẹp, nhưng mà để mình tìm hiểu xem sao. Xin mời mọi người cùng đi theo mình xuống ngay dưới xem ha. Và bây giờ mình xuống thì cái buổi hòa nhạc đã bắt đầu, nên là mình sẽ quay cái sảnh đó, quay cái sảnh đó cho mọi người sao ha, những cái sản phẩm cho mọi người xem sao nha. Mình để mình đi vô trong cái buổi trong phòng buổi hòa nhạc. See, there's a chopping board there I want to bid on. We also have a great bit of music lined up for you this evening. We'll start with our middle school band. We'll have some solos and ensembles, our high school band, jazz band, and lastly our choir, which is accompanied by Mrs. Mary Kirk. I wish to remind you of a few etiquette things before we get started. Please remember to silence your cell phones. We are super okay with you taking photos and video, but the sounds of cell phones going off in the middle of a song are distracting to both the performers and the audience. To these details. And one little bit before we get started this evening, a small story. Back in October, I had the pleasure of taking six of my high school students to Juno for Honor Music Festival. And while we were there, the entirety of that Honor Music Festival became the guests of honor at the Juno Symphony. They started off their performance with an acknowledgement, and that acknowledgement almost moved me to tears. I thought it was so beautiful and such an important thing to do, and I hope that the words that I've chosen this evening express what is really in my heart. We are here in Michael, the home of the people who have stewarded this land for generations. I would like to take a moment to thank these people and the elders for their care of this land and this place. It is because of our elders that we benefit so much from this land that we love. We are thankful to you. Part of what we do in music is to give back to our community through song and feelings, and we wish to share that with you this evening. Thank you. Can you turn off that noise so it doesn't make that beeping noise? Can you make it so it doesn't make that beeping noise? Every time we go start the hospital. I don't know how to stop it. You will hear the melody from each section in front of the percussion parts. Please enjoy Open House Talk. Yes.
What you saying?